để giúp những hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn trong thu hoạch, vận chuyển lúa vụ xuân, thời gian qua Hội Nông dân xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc đã thành lập nhóm vận chuyển lúa miễn phí về nhà. Hơn 14 giờ chiều, trên cánh đồng xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, 10 thành viên trong Hội Nông dân xã đang hối hả vận chuyển số lúa vừa gặt của gia đình bà Nguyễn Thị Trợ ở thôn Tây Hương về nhà. Năm nay bà Trợ bước sang tuổi 80, sức khỏe yếu, lại sống neo đơn, nên việc thu hoạch lúa gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ có những chuyến xe không đồng này đã giúp bà thu hoạch xong 3 sào lúa. Ông nhờ những chuyến xe đi để về giúp đỡ cho những bà, chứ mà bà muốn có các cháu thì thật là rất là lo, bởi vì là mưa đã chuẩn bị đến rồi, nghe nói rồi vài nắng đấy nữa chứ rồi mưa đến. Không chỉ riêng gia đình bà Trợ, những ngày qua câu lạc bộ chuyến xe không đồng tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc còn giúp hàng chục hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, sống neo đơn, con cái đi làm ăn xa, vận chuyển lúa đã thu hoạch về nhà. Điều này khiến mọi người cảm thấy yên tâm vì lúa thu hoạch sớm sẽ né tránh được thiên tai, giảm bớt thiệt hại. Bởi theo dự báo, những ngày tới trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có mưa to, dông lốc. Anh em tích cực cả, ai cũng hào hứng được cái làm dân giúp người neo đơn, những người mà già cả. Như tôi đây là ví dụ sửa xe trên đường lộ nhưng mà vẫn bỏ nghe thẻ anh em giúp đỡ bà con thì tôi vẫn hào hứng chạy xuống để giúp đỡ bà con. Chuyến xe không đồng được Hội Nông dân xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc vận động các hội viên thanh niên trên địa bàn tham gia. Hiện câu lạc bộ có 10 thành viên, hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Mô hình bắt đầu hoạt động từ đầu vụ thu hoạch lúa xuân. Đến nay đã giúp bà con vận chuyển được hơn 50 tấn lúa về nhà. Trong đó anh em là cùng từ cấp về sắm xe rồi mọi thứ ăn uống tự túc. Nhưng mà sau đó khoảng vài ngày thì chúng tôi hoạt động thì mọi người, bà con nhân dân rồi là anh em con em xa quê nữa cùng người quả ca mở rau rồi là cùng đồng viên anh em thì tiền xăng tiền xe nên là anh em hoạt động thì bây giờ ban đầu số lượng 5 người nhưng bây giờ là khoảng 10 người rồi. Những hành động bình dị mà ý nghĩa trong cuộc sống đời thường như chuyến xe không đồng trong mùa lúa chín tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc đã góp phần làm vơi đi những khó khăn vất vả của người nông dân khi vào vụ gặt. Bên cạnh đó, những nghĩa cử này cũng góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người Việt.